cho ta lắm ưu phiền, ham giàu sang quên mất nhân tâm. Ta gạt ai, mai sau kiếp luân hồi ta nợ chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lợi danh quên yêu thương trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Ta sống làm chi khi thế gian không còn tình yêu, ta sống làm chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lời danh quên yêu thương trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Rốt cuộc rồi cũng lo xong cái đám cưới cho thằng ba. Nói nào ngay á, cũng có người muốn cản trở hôn sự này, nhưng căn duyên là do trời định, cản sao được mà cản chứ. Chị hai à, chị khéo nói giỡn quá. Ba Lâm nó thành gia lập thất là chuyện vui của cả gia đình mình. Em thấy có ai so đo tính toán gì đâu. Chị đa nghi quá mà mất vui đó chị. Em ba à, chị chỉ nói bông lơn vậy thôi, chứ chị đâu có bận tâm về chuyện đó. Giờ việc chị lo nhất là mai mốt vợ thằng Ba Lâm nó sanh con đẻ cái liền liền, rồi không biết mình có được thảnh thơi nghỉ ngơi hay không đây chứ. Em hai lo vậy cũng phải. Ba Lâm thì suốt ngày nó chỉ lo công việc, rồi vợ nó thì tiểu thư con nhà khuê cát. Hồi nào vợ công việc nhà có đụng vô móng tay móng chân gì đâu. Con cái của nó thì tất nhiên là bà nội phải lo. Em lo thì ai lo giờ? Mà sao em chưa thấy vợ chồng thằng Ba Lâm nó ra vậy? Đẹp. Dạ. Vô kêu cậu mợ ba ra đây coi. Dạ thưa bà, cậu mợ ba không có trong phòng. Thì mày ra ngoài giường mày kiếm. Chắc sáng sớm hai vợ chồng nó đi dạo để hàn huyên tâm sự chứ chi. Dạ. Cậu mợ cũng không có ngoài giường luôn bà ơi. Vậy là sao? Không có trong phòng mà cũng không có ngoài giường. Vậy tụi nó đi đâu? Dạ. Dạ. Hồi sáng sớm tôi thấy cậu ba đi ra khỏi nhà. Nghe thằng Ngon nói cậu có việc cần kiếp gì đi lên tỉnh, nên cậu phải đi lên đó gấp để giải quyết. Vậy còn vợ nó? Hai vợ chồng nó đi cùng nhau luôn hả? Cớ chi mà lật đật dữ vậy ha? Dạ không, mợ ba đi sao cậu ba? Tôi thấy mợ xách theo vali, mà coi bộ giờ mợ ba cũng không được vui lắm. Chứ ông thấy sao ông hỏi nó đi đâu? Ít ra ông cũng phải chặn nó lại rồi vô bẩm báo cho tôi biết chứ. Ông có phải là quản gia nhà này không? Riết rồi kẻ ăn người ở trong nhà này á, chỉ biết ăn không ngồi rồi, chứ không biết lo mần việc chi hết á. Em hai à, cớ chi mà giận cá chém thớt như vậy? Để thủng thẳng chị hỏi ông bốn coi sao. Ông bốn à, mợ ba đi có nói gì với ông không? Dạ, mợ không có nói gì với tôi hết. Nhưng mà hình như mợ có nói gì với cậu Tư á. Ủa, thằng Tư Trọng hả? Dạ, tôi thấy mợ ba nói cũng gay gắt lắm á. Nhưng mà tôi không biết mợ nói gì hết. Vậy ông vô kêu Tư Trọng ra đây cho tôi đi. Dạ. Dạ thưa má. Dạ mời cậu. Tư Trọng mà. Dạ. Sáng nay con gặp chị ba con phải không? Nó nói gì với con mà đi khỏi nhà không bẩm báo gì với ai hết vậy? Cho dầu là vì căn do gì đi nữa,
thì chuyện này cũng là chuyện quấy không thể chấp nhận được. Nhà mình lâu nay vẫn giữ đúng khuôn phép lễ nghi, có khi nào mà con dâu vừa mới về nhà chồng lại phá vỡ phép tắc như vậy? Em hai à, em liệu mà xử trí đi đó, chứ không có dung thứ cho cái tánh ngang ngược của một đứa con gái mà coi thường gia đình chồng như vậy. Chị cả à, Tú là đứa được học hành tử tế, em nghĩ nó không có tệ như vậy đâu. Hay là có điều chi uẩn khúc nên nó mới xử sự như vậy? Tư Trọng à, chị ba con nói sao với con vậy? Dạ, dạ xin má cả với má hai bớt giận. Đúng là chị ba có ấm ức trong lòng nên chị mới bỏ đi như vậy. Ấm ức gì chứ, ai làm cho nó buồn nó giận mà làm việc hồ đồ như vậy? Dạ, là do anh ba không có nói qua gì tới chị ba. Anh về tới nhà không chào hỏi chị ba tiếng nào hết. Đã vậy á, sáng nay anh còn đi sớm, không nói tiếng nào với chị ba hết. Chị ba chỉ tủi thân nên có chút hổ thẹn trong lòng, rồi đâm ra nghĩ ngợi xa xôi. Chị nói á, anh ba bỉ mặt chị như vậy thì chị không có mặt mũi nào sống ở đây hết. Trời Phật ơi, như vậy là cái thằng Ba Lâm nó cũng quấy lung quá. Ai đời ngày đầu tiên cưới vợ về rồi để vợ nằm chèo queo một mình như vậy. Chị hai à, tối hôm qua chị không có gặp Ba Lâm sao? Tối hôm qua chị mệt nên vô phòng nghỉ sớm. Thằng ba nó về hồi nào chị cũng đâu có biết đâu. Tưởng hai đứa nó gặp gỡ tâm sự với nhau. Ai dè. Nhưng mà nói gì thì nói, việc này cũng là lỗi con vợ nó. Cớ chi nó cũng tới gặp chị mà lại tự ý mần như vậy. Thôi thôi, người ta được nuông chiều từ nhỏ, người ta mới chân ướt chân ráo về nhà chồng mà để ngủ như vậy, ai mà không tức chứ. Dạ, thưa má cả, thưa má hai, con nghĩ là chị ba chỉ bồng bột nhất thời thôi. Có gì á, con xin hai má cũng bỏ qua cho chị. Hay là để việc này mình đợi anh ba về rồi mình coi xử lý ra sao nha má. Thằng Trọng nó nói đúng đó hai chị. Con Tú nó còn trẻ người non dạ nên mới suy nghĩ chưa thấu đáo như vậy. Hai chị đừng có giận nó chi cho thất công. Dầu muốn hay không á, thì việc này cũng phải chờ Ba Lâm nó về thôi, chứ biết tính làm sao bây giờ. Con ngồi xuống ăn sáng đi con. Dạ, dạ mời cậu Tư ạ. Con mời mấy má ăn sáng. Thời ông nhớ lần này ông vô là ông phải càng hết với tôi kia chưa. Trời ơi, lâu quá. Chào mấy ông. Trời ơi, lâu quá mới ghé em nha. Đi vô đi ông. Dạ chào ông. Em Hàng ơi, chào cậu Ba Lâm. Mời ông nha. Lâu lắm rồi á, mới thấy cậu ghé nhà hàng đó. Tưởng đâu cậu quên cái nhà hàng này đó chứ. Bà chủ khéo nó chơi quá. Tôi bận bịu công việc lung lắm, đâu có rảnh rỗi mà xuống đây chơi thường xuyên được. Bà thứ lỗi cho tôi nghe. Dạ, tôi vui miệng nói vậy thôi. Cậu ba đừng có để bụng nha. Hình như là sáng nay cậu có hẹn bạn chuyện làm ăn phải không? Tôi có hẹn một người bạn tại đây, bàn bạc câu chuyện làm ăn. Vậy á, đúng rồi. Vậy mời cậu vô trong, có người đang chờ cậu ở trong đó đó. Ông Xuân, cậu Ba Lâm tới nè. Bà ra ngoài làm việc đi. Mời cậu Ba Lâm ngồi. Cảm ơn. Dạ. Chào ông. Chào cậu. Mời cậu. Mời cậu. Cậu đi đường có mệt không? Mới cưới vợ xong, đang đi ra phải để cậu nghỉ ít ngày, rồi mới bàn đến công việc. Nhưng việc này gấp gáp lung quá, không thể nào chần chờ được. Cậu đừng có phiền nghe. Dạ, tôi không có phiền chi đâu. Ông có phải là ông Xuân, thương gia nổi tiếng xứ này? Có phải là ông cậy người hẹn gặp tôi ở đây và báo cho tôi biết tin hệ trọng liên quan tới việc mà ngang của tôi với ông Lượng? Đúng rồi. Cậu ba, tôi mừng ăn xứ này được mấy chục năm nay, cho nên không có việc chi qua mắt được tôi. Tôi biết cậu là người có chí tiến thủ, cậu muốn mở rộng công việc làm ăn ở đây, chuyện đó tôi rất tán thành. Nhưng mà nói nào ngay, cậu có muốn thành công hay không cũng tùy vô người mà cậu muốn hợp tác. Nếu không cẩn thận
cũng có thể cậu mất cả chì lẫn chài đó cậu. Ông nói vậy có nghĩa là ông Lượng không đáng cho tôi tin cậy hay sao? Người ta nói quả không sai, cậu rất là thông minh. Tôi chỉ nói mí như vậy mà cậu đã hiểu rồi. Ông Xuân, tôi biết mình là người hơi liều lĩnh khi quyết định một công việc hoàn toàn mới. Nhưng tôi cũng không dại tới mức bỏ ra một số tiền lớn mà ra về tay không. Chuyện cạnh tranh trong giới thương nhân tôi cũng đã nghe nói rất nhiều rồi. Cho nên tôi cũng không lấy làm lạ khi ông nói những chuyện như vậy với tôi. Tánh tôi rất thẳng thắn, cho nên tôi hỏi việc này ông đừng có giận. Có phải hôm nay ông hẹn tôi tới đây đặng muốn tôi quỷ bỏ việc mời ăn với ông Lượng, có đúng không? Và rồi quay qua hợp tác với ông, có phải vậy không? Cậu Ba, cậu đã nói vậy thì tôi cũng không dùng do làm gì. Cậu nói đúng. Tôi khuyên cậu đừng dễ tin người như vậy. Cậu không nên bỏ vốn hùng hạp làm ăn với một người như ông Lượng. Nếu cậu muốn tìm người đáng tin để mở rộng công việc làm ăn của mình thì thú thiệt chỉ có tôi mới giúp được cậu mà thôi. Tôi nghe nói ông và ông Lượng luôn là đối thủ với nhau trên thương trường. Vậy nên nếu nhau không nói rõ cớ chi tôi phải trở mặt với ông Lượng rồi quay qua bắt tay với ông, thì lúc đó tôi sẽ đi về ngay lập tức. Bởi vì xưa nay tôi vốn không thích có những người xen vào chuyện mời ăn của tôi. Cậu nói có vẻ cậu đang nghi ngờ cái thiện ý của tôi thì phải. Thôi được, cậu đọc đi. Tôi có một số giấy tờ xác thực việc làm ăn của ông Lượng càng ngày càng đi xuống. Những gì ông ta trưng ra cho cậu thấy trước đây chỉ là một số liệu giả mạo, chứ không có đúng với sự thật đâu cậu. Nói thiệt với cậu, nếu ông Lượng không gặp được cậu thì mấy hãng buôn của ông phải bán đổ bán tháo từ lâu rồi. Cớ chi ông lại có những giấy tờ hệ trọng như vậy? Đó là việc riêng của tôi cũng không tiện nói ra ở đây. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, tôi không gạt cậu đâu. Không có căn do gì tôi mần chuyện tán tặng lương tâm với người nhà của mình. Người nhà? Tôi chỉ mới gặp ông lần đầu, cớ chi ông lại nói tôi là người nhà của ông? Cậu Ba, đúng ra kể từ hôm qua cậu đã kêu tôi bằng cha rồi. Không lẽ ông chính là ông nhạc của tôi sao? Tôi gả con gái cưng của tôi cho cậu, có sự chứng kiến của hai họ, chỉ thiếu một mình chú rể là... Thật ra thì cha đã biết ông Lượng bằng việc mờ ở này từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp thuận tiện để nói cho con hay. Nay có chứng cứ xác thực rồi nên cha mới hẹn con ra đây để chỉ cho con thấy thủ đoạn của ông ta. Với lại cha không thể để cho ông ta lừa gạt con rể của mình như vậy được. Con cảm ơn cha đã cất công lo nghĩ cho con. Nhưng theo lời cha nói thì có nghĩa là cha cũng đã biết được việc hợp tác của con với ông Lượng từ lâu rồi sao? Phải, đã nói là không có gì chi qua mắt cha mà. Ngay từ khi ông ta gặp con lần đầu đặng bàn bạc việc hùng vốn làm ăn thì cha đã biết rồi. Ủa, vậy là trước đây cha cũng biết con rồi sao? Con giỏi giang tiếng tâm như vậy ai mà không biết chứ. Con Tú đúng là có phước phận ba đời mới có được một người chồng như con.
Cha rất mừng vì hôn sự của tụi con đã diễn ra đúng như cha ước nguyện. Cha hả dạ lắm. Dạ, cha khen thái quá, làm con thấy hổ thẹn. Con cũng không ngờ là được cha để ý, rồi chọn con làm con rể của cha. Ừ. Một phần là vì tụi con có duyên nợ với nhau. Ba Lâm à, vậy bây giờ con tin tưởng cha chưa? Kể từ nay á, nếu con cần chi trong việc mua bán kinh doanh á, thì con cứ nói, cha sẽ chỉ cho con. Đừng hòng kẻ nào dám qua mặt cha con mình. Dạ, con cảm ơn cha. Con chỉ sợ là phiền tới cha thôi. Không sao đâu, cha vui lắm chứ phiền gì con. À, còn chuyện cha con mình góp vốn làm ăn, con nghĩ sao? Dạ, việc này cũng hơi đường đột với con. Xin phép cha cho con được về nhà suy nghĩ thêm. Hôm nay cha cho phép con mời cha bữa cơm này. Đặng mong cha tha thứ cho tội bất kính của con trước đây. Cha có chấp nê gì con đâu. Thôi được rồi, mần ăn mình tính sao đi con. Còn bây giờ cha con mình cứ dùng bữa cho vui vẻ. Dạ. Coi như là mừng ngày hội ngộ nghe con. Dạ. Ủa, con về có một mình hả? Mới đi có một ngày mà nhớ nhà sao? Mang vali vào phòng cho tôi. Dạ, nhưng mà... Cha tôi có nhà không? Ông mới đi công chuyện giao dịch từ sớm rồi cô. Chớ cô về chơi hay sao mà mang nhiều đồ quá vậy? Việc đó bà cứ mực kệ tôi. Tôi vô nghỉ đây. Khi nào cha tôi về thì nói lại là tôi mới về. Dạ. Mình làm sao vậy nè? Một đứa con gái lớn lên trong cảnh giàu sang nhung lụa, quen được tưng tiêu chiều chuộng như trước mộng. Vậy mà ngay đêm đầu tiên bước chân nhìn nhà chồng, lại bị chính người chồng của mình hờ hững lạnh nhạt. Anh ta là ai mà cao ngạo lạnh lùng quá vậy? Anh ta coi thường mình lúc vậy sao? Tú à, mày đã mắc phải sai lầm rồi đó. Cớ chi mày lại nhắm mắt đánh liều, bằng lòng với một cuộc hôn nhân đã được tính toán sắp đặt sẵn như vậy chứ? Cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Mình không thể sống suốt đời với một người đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy được. Mình không thể. Dạ, ông mới về. Dạ. Bà lắp pha nước nóng rồi đem cho phòng tắm cho tôi nha. Dạ. À, ông chủ tắm rửa xong rồi tôi mời cô Tú ra ăn cơm. Cái gì? Bà nói cái gì? Cô Tú nào? Cứ chứ cô Tú nó lại ở đây. Dạ, cô Tú mới về hồi sáng. Cổ kêu tôi xách đồ đạc vô phòng. Rồi cái đóng chặt cửa ở trống từ hồi sáng tới giờ. Con nhỏ này lại sanh trứng rồi đây. Bà để tôi vô gặp nó. Dạ. Tú, cha này con. Mở cửa cho cha. Chờ con một chút, con ra liền. Cha. Con không khỏe sao? Sao sắc mặt của con nhợt nhạt quá vậy? Mà con mới về nhà chồng ngày hôm qua, tự nhiên hôm nay con trở về nhà là sao? Con đã xin phép gia đình bên chồng con chưa? Hay là tự ý bỏ về đó? Chà, họ không đếm xỉa gì đến con thì con ở đó làm chi nữa? Con đang nói tới ai vậy?
thì là cái người mà con gọi là chồng đó. Anh ta tài giỏi cỡ nào con chưa biết, nhưng cái tối hống hách trịch thượng, muốn chứng tỏ quyền uy của anh ta thì con đã tỏ rồi. Chàng nghĩ coi, từ khi dạm hỏi cho tới ngày cưới, anh ta có tới chào hỏi gia đình mình tiếng nào không? Ngay cả việc rước dâu, anh ta cũng vì lý do để mà trách mặt. Rõ ràng là anh ta không có chút thành ý nào hết. Anh ta cưới vợ mà cứ như bỏ tiền ra mua một món hàng vậy đó. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, con đã bị anh ta rẻ rúng coi thường rồi. Anh ta bỏ mặt con ngồi một mình trong phòng vậy đó, không thèm hỏi han một tiếng nào hết. Còn anh ta thì thản nhiên lên giường, ngủ một mạch tới sáng. Chả có biết là đêm hôm qua con buồn và tủi thân tới chừng nào không? Con chỉ mong cho trời mau sáng, đặng đi riết về nhà. Tránh xa con người hợm hĩnh, nó càng xa càng tốt. Tốt, con bây giờ là gái đã có chồng, cớ chi con lại xử sự như một đứa con nít vậy hả? Con có biết cái chuyện mà con bỏ về nhà như vậy là quấy lắm không? Cha, con đã giải bày hết với cha rồi, tất cả mọi uất ức trong lòng con bấy lâu nay. Vậy mà cha không thương xót, lại rầy la con nữa là sao? Con còn ấm ức cái giống gì nữa hả? Gia đình người ta đem sính lễ tới hỏi cưới con, không thiếu một thứ gì hết. Con bước chân về nhà họ là có danh phận đường hoàng. Thêm nữa, chồng con rất được trọng vọng ở đó, ai dám khinh khi coi thường con hả? Con không cần giàu có hay quyền uy gì hết, con chỉ muốn lấy một người chồng biết yêu thương và biết quan tâm tới con. Cho dù nghèo hèn, một cục muối cắn làm đôi, nhưng vợ chồng tâm đầu ý hợp vẫn hạnh phúc hơn là tiền muôn bạc vàng, lạnh nhạt và xa cách. Con đúng là trẻ người non dạ, nên mới suy nghĩ nông cạn như vậy. Đời bây giờ là đời kiếm tiền, chứ không có nhiều nhân nghĩa đâu con. Từ nhỏ con đã được học trường Tây, nên tư tưởng con nó khác hơn những đứa con gái đồng trang lứa. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, con cũng không thể nào làm trái với phép tắc luân thường. Con có biết như thế nào là phu sướng phụ tỳ không? Cha đã gả con cho Ba Lâm, thì sau này chồng con gọi một tiếng thì con phải lập tức dạ thưa, không được trái chồng con, hiểu chưa? Nhưng cha, con không thể sống trong cảnh bó buộc với đủ thứ nghi lễ cổ hủ như vậy được. Người đàn bà cũng phải được đối xử bình đẳng, chứ sao phải cam chịu sống trong cảnh cá chậu chim lồng như vậy. Nếu anh ta đã coi thường con thì con cũng chẳng cần, con sẽ bỏ anh ta và không quay về nơi đó nữa. Tốt, cha đã khuyên lên con hết lời mà con vẫn ngang bướng như vậy. Cha nói thẳng với con luôn, Tú, con không phải là con ruột rà hay máu mủ gì của cha, nhưng cha đã nuôi nấng con từ nhỏ, cha thương con chẳng khác gì con ruột. Lâu nay bất cứ chuyện gì con muốn, cha đều chịu theo ý của con mà. Đâm ra con được lần, con sanh chứng ngang ngược, không coi cha ra gì hết. Cha nói gì kỳ khôi vậy? Con đâu có mần việc gì vô lễ với cha đâu. Con im đi, để cha nói hết đã. Con thừa biết cha là người có tiếng tăm ở xứ này, cho nên việc cha tìm một gia đình môn đăng hộ đối để kết tình thông gia đó là lẽ đương nhiên. Hôn sự của con ai ai cũng biết, thì cha nở mặt nở mày với mọi người. Họ chúc mừng cho cha tìm được một chàng rể vừa giàu sang vừa quyền thế. Cha đã đặt rất nhiều hy vọng vô cuộc hôn nhân của con. Cha muốn con phải thủ phận làm vợ, làm dâu. Vì có như vậy thì chồng con mới vui lòng và chịu hợp tác làm ăn với cha sau này. Tú, con có biết là con đã hết sức dày dọc không? Kể từ khi cha đã gả con đi thì con không còn là con gái của cha nữa. Con phải lập tức quay về bên đó, làm tròn bổn phận của con đi. Cha là người trọng tình trọng nghĩa nè, nếu chứa chấp con ở lại đây, có khác gì cho mần việc trái với đạo lý luân thường. Như vậy là có lỗi với Xu gia, vậy còn mặt mũi nào cha ra đường nữa chứ. Cha vì danh tiếng của mình mà không màng tới hạnh phúc của con sao? Cha muốn con sống khổ sở suốt đời với một người mà con không hề yêu thương. Thuở đời nay vì không nhân là do cha mẹ sắp đặt. Con chưa thương bây giờ thì sống với nhau một thời gian đi, rồi con sẽ cảm mến với nhau. Chứ con không thấy vợ chồng người ta sao? Vẫn ăn đời ở kiếp đó. Nhưng con thì khác, con nhất quyết không sống với người mà con không nể trọng. Tốt,
Cha không có rảnh trang mà ngồi đây giang tay với con. Cha nói lần này là lần cuối cùng con phải thu xếp đồ đạc. Đặng theo cha về bên nhà mà tả tội với bên chồng, con nghe không? Đã làm việc quấy mà còn ngang ngược nữa, dám cãi lời cha nữa hả? Nếu cha biết con lớn lên sẽ ương bướng như vậy thì trước đây cha đã không nhận nuôi con làm chi? Cha! Phải, cha đã tốn rất nhiều tiền của đặng lo cho con được học hành tử tế, ăn sung mặc sướng. Ít ra con phải làm cho cha vui lòng chứ. Mà cha có đòi hỏi con phải mặc việc chi vất vả đâu. Cha đã hao công tổn sức tìm được giàu sang danh giá để gả con vô đó, và chỉ có mong muốn duy nhất một điều là con phải làm trọn đạo vô con, vẹn tình vợ chồng. Vậy mà con còn quán trách cha nữa sao? Con nói cha không màng đến hạnh phúc của con sao? Còn con thì sao? Con trả ơn cho người nuôi dưỡng con vậy đó hả? Con có suy nghĩ cho cha không? Con muốn cha mang nhục suốt đời à? Cha đừng có nói nữa, con biết thân phận của con mà. Con sẽ đi ra khỏi nhà này cho cha vui lòng. Còn một việc này nữa, cha phải nhắc cho con nhớ. Sau này chỉ có chồng con mới được quyền làm giấy thôi vợ, chứ con không có quyền bỏ chồng. Con đã xuất giá rồi thì phải một lòng một dạ theo chồng, không được bận việc hồ đồ, làm cho thiên hạ chê cười là cha không biết dạy con, nghe không? Cha an tâm đi, con sẽ không bao giờ quay về nhà làm phiền tới cha nữa đâu. Cho giàu có chết, con cũng là ma nhà người ta. Như vậy được chưa hả cha? Dạ, mời ông với cô ra dùng cơm. Dạ. Hả? Cậu ba về rồi. Mời cậu ba vô nhà. Trời ơi, bà hai trông ngóng cậu ba suốt ngày hôm nay á. Lại là có chuyện gì cần cho tôi nữa à? Dạ. Ồ, ba Lâm con về rồi đó hả? May quá, mau vô nhà đi con. Có việc chi phải không má? Khổ quá con ơi. Không biết gì cớ chi mà mới sáng sớm con Tú vợ con á, nó đùng đùng, nó xách vali, nó bỏ đi khỏi nhà. Nó không thèm nói với ai tiếng nào hết á. Vậy chứ tối hôm qua con đối đãi với nó ra sao mà nó giận nó bỏ đi như vậy? Cô ta bỏ nhà đi à? Ừ. Coi bộ cũng lớn gan đó chứ. Thôi, má đừng lo, mình vô nhà cái đã, để chuyện đó thủng thẳng là con tính cho. Đem đồ vô trong cất đi. Dạ. Ba Lâm à, con đã biết hết mọi việc rồi phải không? Má nói cho con nghe, đây là lần đầu tiên trong nhà mình lại xảy ra một cái chuyện quái quâm như vậy. Ai đời mà con dâu mới về nhà chồng chưa trọn một ngày mà chẳng nói chẳng rằng bỏ hết đồ đạc vô vali rồi xách đi về nhà cha mẹ. Cho dầu vợ con nó không có vừa ý đi chăng nữa thì cũng không được làm cái việc trái luân thường đạo lý như vậy. Liệu mà răn dạy nó cho phải phép với nhà ba Lâm. Dạ, con rất tiếc là để xảy ra chuyện không vui như vậy. Má đừng có lo, con phải dạy cho vợ con biết gia quy và phép tắc của nhà mình, đặng nó biết bổn phận làm vợ làm dâu trong nhà. Ba Lâm à, chuyện hệ trọng bây giờ là con phải đưa con Túi về à. Chứ tin này mà đồn đãi ra ngoài á thì gia đình mình sẽ bị tai tiếng đó con. Thằng Ba Lâm có lỗi gì mà phải đi cầu lụy con nọ? Nói nào ngay á, con Tú nó muốn quay trở lại đây á, nó phải quỳ xuống nó năn nỉ mới được vô nhà. Chị hai à, nó là con gái mới lớn, chưa có hiểu chuyện. Chị chấp nhất nó làm gì? Ba Lâm à, má thấy con nên tìm vợ con về đi. Thiệt ra con Tú nó bỏ đi như vậy là có căn do của nó đó con. Với lại nếu như có chuyện gì xảy ra cho nó thì làm sao mà ăn nói với bên nhà gái đây con? Em ba, tại sao mà em cứ binh vực cho vợ thằng Ba Lâm vậy? Đã là phận gái có chồng thì phải tuân theo gia quy, theo luật lệ của nhà chồng. Huống chi em hai vốn là người trọng sĩ diện,
Nếu như ba Lâm chịu nhún nhường thì con Tú nó sẽ càng ngày càng lầm lừng hơn. Nó còn coi ai trong cái nhà này ra gì nữa chứ? Chị Cả à, chuyện vợ chồng ba Lâm cứ để nó tự lo đi. Chị lo làm chi cho nó hao hơi tổn sức gì chị? Thằng ba Lâm nó sẽ có cách giải quyết êm đẹp chuyện này. Má con nói đúng đó. Má Cả với má Ba cứ yên tâm đi. Con nghĩ giờ con chỉ giận Dung dỗ thôi, cho nên bỏ ra ngoài cho hả giận, chứ nó có đi đâu lâu đâu. Con có chắc không ba Lâm? Con nghĩ con Tú nó sẽ tự quay về hay sao? Còn gia đình bên đó nữa, con không sợ người ta phiền trách mình sao? Dạ, con có mần việc chi quấy đâu, mà gia đình bên vợ con phiền trách chứ. Thậm chí họ còn tự tay đưa vợ con về nhà mình nữa đó chứ. Thiệt vậy hả con? Dạ. Mấy má cứ tin lời của con đi. Bây giờ con đếm từ 1 tới 10, cô ta lập tức sẽ có mặt ở đây ngay, không phải đi tìm kiếm chi cho mất công đâu. Dạ thưa bà. Thưa cậu ba, ông thân của mợ ba đưa mợ ba về tới cổng kìa. Trời đất ơi, con nói sao đúng pháp vậy hả? Thôi được rồi, chuyện gì cũng từ từ mà tính. Ông bố, ra dạ. Mời họ vô đi. Dạ. Dạ chào. Dạ chào, chào chị Xui. Ủa ba Lâm, con về rồi hả? Dạ, con mới vừa về. Dạ con mời cha ngồi. Ừ. Dạ xin mời. Dạ mời anh Xui. Dạ mời. Dạ, con mời cha dùng trà. Hôm nay tôi tới thưa chuyện với bên chị Xui. Xin chị nghĩ tình Xui gia mà bỏ qua lỗi lầm con gái của tôi. Thiệt tôi cũng không dè con Tú nó mần chuyện quấy lung vậy. Thôi thì mũi dại lái chịu đòn. Mấy chị có trách á, thì trách tôi nè. Tại tôi làm cha mà không biết dạy con cho tới nơi tới chốn. Từ nhỏ nó được cưng chiều, muốn chi được đó. Thêm nữa là do nó học ở trường Tây nên đôi khi tánh khí nó cũng hơi tùy tiện, chớ nó không có thùy mị đết na như con gái của người ta. Dạ, đây cũng là lần đầu cháu nó phạm lỗi. Mà tôi thì cũng rầy la nó lung lắm rồi. Tôi đưa cháu nó về đây đặng xin lỗi mọi người. Mong mấy chị niệm tình, cháu nó còn trẻ dại mà tha cho nó. Từ rày nó sẽ biết thủ phận đặng làm trọn đạo vô con, chứ không để xảy ra chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay nữa đâu. Nói nào ngay á, từ xưa tới nay gia đình tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện tai tiếng như vậy. Nhà này có phép, có tắc, có gia quy đường hoàng. Không ai được tùy tiện trái với nề nếp khuôn phép ở đây hết á. Mới có một ngày đầu tiên về với gia đình chồng mà nó đã làm xáo trộn gia đình lên như vậy. Thử hỏi coi nay mai nó còn tới đâu nữa chứ. Dạ, chị Xui cũng bớt giận. Cũng là do con Tú nó suy nghĩ nông cạn quá nên nó mới mần chuyện dại dột vậy. Chứ thường ngày á, nó là đứa hiền lành tử tế. Chị Hai à, anh Xui đã nói hết lời như vậy rồi. Chị bỏ qua việc này đi chị. Miễn sao con Tú nó biết hối lỗi, một lòng một dạ làm trọn đạo dâu con, thì tôi cũng không chấp nhất nó làm chi. Còn chị Cả, chị là chị lớn trong nhà, chị có chỉ bảo nó điều gì không? Muốn cho con Tú nó thông hiểu gia quy ở đây á, ba Lâm à, con phải biết cách dạy vợ con. Nó nên hay hư là do con hết đó nghe. Phàm muốn dạy vợ á, thì phải dạy từ lúc mới bước chân về nhà chồng. Có như vậy thì mới uốn nắn nó vô khuôn vô phép được. Từ rày á, vợ chồng có gì chưa vừa ý thì đóng cửa mà dạy bảo nhau. Chứ lôi cả nhà vô ba cái chuyện lắc sắc, rồi làm phiền tới cả anh Xui nữa à. Dạ. Nói vậy là mấy chị đã tha thứ cho con Tú nhà tôi rồi ha. Khoan đã, còn phải hỏi ý thằng ba Lâm nữa chứ. Nó là chồng, quyền quyết định vẫn là phải của nó chứ. Phải đó con, ba Lâm. Con nghĩ sao con? Dạ, chuyện này cũng tại một phần vợ chồng con chưa hiểu tánh ý của nhau, cho nên mới xảy ra chuyện làm cho cha mẹ hai bên phải bận tâm. Giờ đích thân cha vợ con đã đưa cô ấy về đây rồi, và con xin tha thứ cho cổ thì con chấp nhất làm chi?
Vậy thì hay quá. Con à, con thấy chưa? Gia đình chồng con quá là độ lượng. Con còn chần chờ gì nữa mà không cảm ơn mọi người đã bỏ qua lỗi lầm cho con chứ. Kìa, nói mau đi con. Đừng có làm cha mất mặt nghe con. Thôi được rồi anh Xui à. Chắc là nó đi đường xa nên nó mệt mỏi đó mà. Thôi con cứ về phòng nghỉ đi Tú. Rồi má kêu bầy trẻ nó đem đồ đạc vô cho con. Cô thấy khỏe khoắn hơn rồi chứ? Tôi khỏe hay không can dự gì tới anh? Lúc nãy ở ngoài đông người tôi không tiện nói, chứ không phải là tôi nhường nhịn cô đâu. Cô đừng có được nước mà làm tới đó nha. À, vậy ra bây giờ anh sắp sửa giáo huấn tôi đó sao? Anh muốn gì thì nói đi tôi nghe. Được, vậy cô nghe rõ đây. Tôi cũng biết cô là con gái nhà gia giáo, học hành đường hoàng, nhưng có lẽ cô học theo người Tây, cho nên cô quên hết đạo lý làm dâu của mình. Trước đây cô như thế nào tôi không màng tới, nhưng bây giờ cô làm ơn nhớ giùm tôi kỹ kỹ cái câu tam tòng tứ đức. Bây giờ cô đã là gái có chồng và làm dâu của một gia đình danh gia vọng tộc. Sau này đừng có dại dột mà mần việc chi sai quấy, tôi sẽ xử phạt tôi gia quy đó. Anh nói xong chưa? Chưa. Cô cũng nên dò tánh ý của tôi mà cư xử cho đường hoàng, chứ rủi xảy ra chuyện chi thì đừng có trách tôi sao không dị tình. Vậy thì anh nói luôn đi, anh muốn vợ mình như thế nào? Tôi thích người biết thủ phận, biết chăm lo cho gia đình. À, tôi không thích hạng đàn bà chân diện quá đâu. Cô cất hết những cái áo tay đồng này đi. Bắt đầu từ ngày mai, cô chỉ được mặc áo bà ba hoặc là áo dài, cô tỏ rồi chứ. Nè, anh đừng tưởng tôi một thân một mình ở đây mà ra ngoài thị quy với tôi. Tôi thấy anh cũng là người thường xuyên ra ngoài giao dịch làm ăn, nhưng mà sao tư tưởng của anh cổ hủ quá vậy? Cô đừng có chọc giận tôi đó. Tôi nói cho anh biết, cái kiểu làm dâu như anh nói đã không còn hợp với thời nay nữa rồi. Xã hội đã tấn quá thì phong tục phải đổi dời, đó là lẽ thường tình thôi. Trước kia người vợ về nhà chồng là coi như mất hết tự do, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Chồng không có quyền bó buộc vợ hay bắt buộc vợ phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Tôi không chê đạo lý ngày xưa là hủ lậu, nhưng thiệt ra nó đã không hợp với đời sống ngày nay nữa rồi. Người đời nào thì có phong tục riêng của đời đó. Anh không được quyền cấm tôi hay bắt buộc tôi phải theo ý của anh được. Đàn bà ngày nay cũng bình đẳng ngang với đàn ông, chứ không chịu thấp kém đâu. Cô theo Tây học rồi mở miệng ra là đồ bình đẳng tự do. Tôi nói cho cô biết, tôi là người trọng đạo lý và chỉ biết làm theo phong tục xưa nay của ông bà ta để lại. Cô đừng đem tư tưởng tấn quá, đem ra nói với tôi làm chi cho thất công. Thì ra anh không những thủ cụ mà còn có tính áp chế người khác nữa hả? Anh kêu tôi không được bận đồ tay đồ đầm, nhưng anh nhìn lại mình đi. Cớ chi anh lại mặc áo theo rồng chứ? Anh dư biết cách ăn bận này không hợp với anh mà. À, hay là anh tự phong mình làm vua rồi ăn bận như vậy để chứng tỏ cho mọi người thấy uy quyền của anh. Cô im đi. Cô càng nói cô càng hối đồ. Tôi không im. Anh không có lý lẽ gì để nói với tôi nên tính nhượng quyền mà hiếp đáp tôi hả? Anh có cách nào muốn tôi im thì làm đi. Vậy thì bây giờ cô im được chưa? Anh dám đánh tôi sao? Anh là hạng đàn ông gì vậy? Sao anh dám đánh tôi? Tôi là chồng cô, và tôi đang giải dở mình. Nếu như cô còn tiếp tục hỗn sự với tôi thì cô liệu chân đó. Đây là bài học thứ nhất, để cho cô nhớ như thế nào là làm vợ không được cãi chồng. Cô nghe tỏ chưa? Tôi không bao giờ ngoan ngoãn nghe lệnh đâu. Anh không thích thì làm vậy thôi, giờ đi, tôi thách anh đó. Bà Lâm à, có chuyện gì mà ôm sồn rộn rãng vậy con? Ra ngoài cho má gặp chút coi. Dạ con ra liền. Tôi nói cho cô biết, chưa được phép của tôi, cô không được bước chân ra khỏi nhà một bước, nghe chưa? Có chuyện gì trong đó vậy con? À, dạ không có gì đâu má. Con chỉ đang dạy cho vợ con biết phép tắc lễ nghĩa trong nhà, để làm sao mà biết sống cho phải phép thôi. Thì chuyện gì cũng từ từ. Nó mới về làm dâu nên còn lạ nước lạ cái. Con cũng đừng có nôn nóng mà vợ chồng lại sanh ra chuyện bất hòa nghe con. Dạ con biết mà. À má nè,
Con muốn cậy má tìm giùm cho con một đứa đệ tử. Ủa anh chi vậy con? Nhà mình đâu có thiếu gì cái ăn người ở. Muốn thêm người làm chi? Con muốn có một người đi theo hầu vợ con. Người này á, tánh tình phải hiền lành siêng năng. Tốt hơn hết á, là nên tìm một người nào đó chỉ biết im lặng và mần công việc, chứ đừng có bồng chành bốc chách không hẳn. Anh giỏi lắm. Anh thuê người làm giám sát tôi hả? Tôi không sợ anh đâu. Để coi anh còn ngu sâu gái hỉnh gì nữa. Ba Lâm, anh đang chờ đó. Chờ đó. Ủa, vợ con nó nói gì vậy con? Má đừng nghe nó nói xàm. Kệ nó đi má. Nhà này lâu rồi không được náo nhiệt như vậy. Trong nhà không ai dám làm trái ý của con. Nay có người dám ra mặt chống đối, kệ cũng hay. Để rồi xem ai lớn gan hơn ai. Dạ, mời mợ ba ăn cơm. Ai kêu chị đem cơm vô đây? Dạ, cậu ba kêu tôi á, tới bữa phải đem cơm vô tận phòng cho mợ. Chị dọn xuống bếp đi, tôi không ăn đâu. Ủa, mợ không đói bụng hả? Cả ngày nay mợ có ăn gì đâu. Khi nào tôi đói, tôi tự biết tới đâu để ăn cơm. Tôi đâu có đau ốm bệnh tật chi đâu mà sai người bưng cơm tới tận phòng như vậy. Hay là anh ta coi tôi là tù nhân, tính giam tôi tới mãn đời. Mợ ba à, mợ đừng có hiểu lầm cậu ba. Tuy dòm bề ngoài cậu nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng cậu là người sống có tình có nghĩa lắm. Chắc là cậu sợ mợ á chưa có quen sinh hoạt ở đây, cho nên mới sai tôi mần chuyện này á. Mợ đừng giận cậu ba tội nghiệp nha mợ. Cớ chi chị lại binh vực cho anh ta như vậy chứ? Tôi không nhìn sai người đâu. Anh ta nhất định không phải là người chân chánh. Dọn cơm xuống đi. Dạ. Thôi mợ không ăn, để tôi bưng đi. Chào cậu. Chị ba. Đưa mâm cơm cho tôi. Dạ. Chị ra ngoài đi. Dạ tôi xin phép. Chị ba à, nào giờ sức khỏe chị đã không được tốt, nay chị bỏ ăn như vậy càng hại hơn nữa đó. Ít nhiều gì á chị cũng phải ăn vài ba miếng đi, chớ nhịn đói miết sẽ đổ bệnh đó. Chú Tư, chú vẫn còn quan tâm tới tôi sao? Cảm ơn chú. Tôi biết tự lo cho bản thân của mình, không dám phiền tới ai hết. Chị ba, chuyện vợ chồng của chị á, lẽ ra tôi không nên xen vô, nhưng tôi không đành lòng đứng nhìn chị với anh ba xung khắc nhau lung như vậy. Phận làm em, tôi không dám chỉ bảo chi. Tôi khuyên chị, chị đừng có nên cố chấp nữa. Tánh của anh ba rất nóng nảy, với lại từ trước giờ trong nhà này không ai dám làm trái ý ảnh. Nếu chị làm cho anh ba bực mình, rủi anh không kiềm chế được thì cực thân cho chị đó. Cớ chi ai cũng sợ anh ta luôn vậy chứ? Ngay cả chú nữa hả? Chú cũng biết là anh ta ức hiếp tôi như vậy, mà chú lại kêu tôi phải phục tòng anh ta. Lẽ ra chú phải lên tiếng binh vực tôi mới phải chứ. Dẫu sao giữa tôi với chú cũng đâu có xa lạ gì đâu. Chờ anh trở về, lặng nghe câu hát ru con âu ở héo hô. Anh hẹn ngày xưa khi anh trở về, mâm quà trầu cao áo dâu đón chờ, nhưng giờ người đâu chỉ thấy tiếng ru chị
Cớ chi má xông vô phòng mà không gõ cửa cho con hay? Má là má chồng con thì phiền chi việc đó chứ. Má muốn thì má vô, đâu có cần phải có ý kiến của con chi. Tú à, má đã dặn con rồi, con mà mần trái ý chồng con thì hai đứa không được hạnh phúc lâu dài đâu. Con không nghĩ là sẽ sống lâu dài ở đây, cho nên là con không bàn tới chuyện đó đâu. Má khỏi lo cho con. Tôi chưa biết cô mượn chuyện này để chọc tức tôi. Xin lỗi, tôi không mắc mưu cô đâu. Anh tưởng anh có thể cấm cản được tôi sao? Có thiệt là em thấy vui trong lòng không Trọng? Ừ, anh ba, anh nói chi kỳ khôi vậy anh? Chứ không phải ngoài mặt thì em cười cợt, nhưng trong lòng thì đau như muối sát kim châm sao? Anh nói gì em chưa có tỏ. Hình như là trước đây em cũng đã từng yêu thương một người con gái.